với kênh Phi Chiêu, và hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn một bài 15 phút 30 giây nghỉ, 30 giây liên tục super set. Các bạn sẽ giã rời tay luôn và chúng ta sẽ có bắt tay thon gọn giảm mỡ tay. Yes! We'll be right back.
Yes. Vậy là chúng ta đã đi hết 15 phút. 15 phút này của các bạn có thể lướt TikTok, lướt Facebook, các bạn có thể lướt bất kể cái gì. Nhưng chỉ cần các bạn dành ra 15 phút, cho dù bạn ở thân hình như thế nào, sức khỏe như thế nào, các bạn cũng có thể thực hiện ngay. Việc của các bạn là chúng ta cần làm ngay thì làm thì có kết quả. Và chắc chắn là các bạn sẽ được ướt như anh chị em chúng tôi, phải không ạ? Và hãy thường xuyên follow kênh Fit You. Các bạn sẽ được nhận những bài tập mới nhất. Và chắc chắn rằng các bạn sẽ đánh bay bé mỡ và nâng cao sức khỏe. Yeah! Mỗi lại, mỗi lại, mỗi lại.